Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Vân. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ, hạnh phúc nha. Hôm nay Vân sẽ mang đến cho các bạn một chiếc xe. Đó là chiếc xe Toyota Vios số sàn, được sản xuất năm 2017, màu vàng cát. Một chiếc xe rất là bền bỉ, rất là phù hợp cho các bạn muốn sử dụng để chạy kinh doanh. Xe cá nhân, biển Sài Gòn. Ở kênh của Vân thì chỉ làm những xe đẹp, xe chất thôi nha các bạn, tuyệt đối không làm những xe xấu, xe lỗi. Thời buổi công nghệ 4.0 rồi, làm ăn gian dối cũng không có tồn tại được đâu. Vì vậy nên các bạn chỉ cần đăng ký kênh của Vân là sẽ không mất thời gian đi tìm những xe đẹp, xe chất nữa. Hiện tại là xe đang được chào bán với giá là 405 triệu, còn thương lượng cho anh em vui vẻ thiện chí nha. Xe này thì vẫn hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Các bạn chỉ cần đưa trước khoảng 200 triệu là có thể nhận xe ngay. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua phần nội thất một chút. Nội thất cũng còn tương đối mới nha các bạn. Được trang bị ghế da màu kem. Phần nhựa hai bên cánh cửa vẫn còn rất mới, chưa hề bị chảy xước nha các bạn. Phần vô lăng cũng vậy, cũng chưa có hề có dấu hiệu mài mòn. Xe mới chạy có 42.000 km thôi. Xe cũng đã được trang bị camera hành trình, màn hình Android, có camera lùi và camera trước luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ xem qua hàng ghế sau một chút. Hàng ghế sau cũng còn rất mới. Xe đã được trang bị là bọc trần và lót sàn.